Trong loài sư tử cái rất đáng thương. Nó không chỉ là những người vợ đảm đang mà còn là những bà mẹ tốt. Sự hy sinh của sư tử cái cho bầy đàn, cho giống loài nhiều vô kỷ, trách nhiệm của nó được xem là nặng nề nhất. Điều đầu tiên phải kể đến đó là hầu hết các cuộc săn từ lớn đến nhỏ đều do sư tử cái thực hiện, nên nó chính là con đầu tiên gặp rủi ro. Bởi bất kỳ con mồi nào cũng có sự chống trả quyết liệt, chúng có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng cho sư tử cái. Thậm chí, sư tử cái có thể mất mạng vì vết thương nhiễm trùng. Nhưng tại sao sư tử cái đi săn mà không phải sư tử đực? Thực ra, sư tử cái có vóc dáng thon gọn, cơ bắp, nhanh nhẹn, nên nó dễ dàng hơn rất nhiều trong việc đeo bám, săn bắt con mồi. Trong khi sư tử đực với cơ thể đồ sộ nên chậm hơn. Đặc biệt, bờm sư tử đực quá to nên dễ bị lộ khi rình bắt mồi. Khi con mồi quá lớn thì sư tử cái mới chỉ cần đến sự tham gia của sư tử đực. Sức mạnh của sư tử đực có thể kéo ngã con mồi. Điều thứ hai đó là sư tử đực sống kiếp đa thê, đồng nghĩa sư tử cái phải chấp nhận chia sẻ người chồng của nó với các bà vợ khác. Từ đó sự cạnh tranh quyền lực được sủng ái cũng diễn ra quyết liệt. Con sư tử cái nào được sư tử đực coi trọng hơn thì đó là bà vợ có tiếng nói nhất trong một đàn đông đúc. Điều thứ ba đó là khi đến mùa sinh sản, sư tử cái sẽ rời khỏi đàn. Nó đi đến một nơi thật xa, thật kín đáo để sinh nở. Một mình nó sẽ chăm sóc con nhỏ. Khi cảm thấy sư tử con đủ cứng cáp thì nó mới dẫn con về lại đàn để gặp cha chúng và ra mắt các mẹ nuôi khác. Với sư tử cái, việc nuôi con nhỏ vô cùng vất vả. Nó đơn độc trong các cuộc săn để có sữa cho con bú. Nó phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như sự đánh lén của linh cẩu. Thậm chí báo hoa mai cũng có cơ hội bắt cóc con non của nó. Nếu đen đủi hơn, sư tử cái bị các con sư tử đực khác phát hiện ra, sư tử cái phải chiến đấu kịch liệt để bảo vệ con non. Điều thứ tư đó là sư tử cái không chung tình. Sự thủy chung của nó bị phá vỡ để đổi lấy sự bình an của sư tử con. Sư tử cái có thể giao phối với bất kỳ con sư tử đực nào. Tất nhiên đó không phải là chồng nó, nên trong mắt chồng nó đó là một nỗi nhục lớn. Nhưng sư tử cái chấp nhận ôm trọn nỗi nhục này để bảo vệ con non. Khi sư tử cái cho các sư tử đực khác giao phối thì sư tử đực khác luôn nghĩ sư tử con đều là con của chúng. Từ đó sư tử đực khác sẽ không làm hại, thậm chí còn hết mực yêu thương sư tử con. Những đứa con không phải là cốt nhục của nó. Những trường hợp này thường xảy ra khi sư tử đực từ nơi khác đến. Nó đã đánh bại sư tử chồng. Khi sư tử cái dẫn con nhỏ về gia nhập đàn lại, nó biết làm cách nào để con nhỏ của nó được an toàn. Nó chấp nhận thuần phục và cho phép vị vua mới giao phối.